Thùy Dương đố quý vị nhìn thấy Thùy Dương. Chào. Hello quý vị. Đây là mấy cái chậu cây bé nhỏ của Thùy Dương. Và ở bên đây nó có một cái cây gọi là cây phát tài thì phải. Không biết phải không, nhưng mà nó có những cái nhành nhỏ nhỏ. Nó đang có những cái nhành nhỏ nhỏ và trong những cái nhành nhỏ nhỏ nó có những cái lá nó tròn tròn nó cuốn cuốn lại. Và anh chị biết không? Thì Dương phải giặt cái lá nó ra để làm gì? Để bắt, để giết những cái con rầy nó khoái nó bu vô trong những cái lá non nó ăn. Và nếu mình không diệt những cái con rầy này á thì nó sẽ làm cho những cái lá nó bị cằn cỗi, nó bị bệnh và nó sao, nó yếu. Cho nên á, để giúp cho mấy cái lá cây này nó được tốt tươi là phải diệt sâu rầy. Nó tôi nói như vậy thôi, có sâu rầy thì cái cây nó không thể nào nó phát triển tốt tươi được, tại vì cái đám sâu rầy này nó sẽ hút hết cái nhựa sống của cái lá cây, cái nhành cây này. Cho nên phải bắt được nó và xử lý nó, bóp nó, giặt nó ra và phải nhẹ nhàng nâng niu nó, không thôi cái lá này nó sẽ bị bể. Bây giờ mà tôi đứng tôi giặt nó ra và mấy cái con rầy nó thấy tôi nó chạy trốn. Nó, mày chạy hả mày? Mày chạy hả mày? Không, chạy trốn, thấy tôi giặt ra kiếm là chạy trốn quý vị. Còn mà mình để yên nó nằm trong đây nè, nó xanh nó một hai con đó nè. Mày chạy hả mày? Mày không có chạy trời khỏi nắng đâu, mày chạy được không? Đây. Mày chạy hả? Rất là hồi hộp. Khi mà mình bắt những cái con này á thì mình không khéo thì mình sẽ làm cho những cái lá nó bị dập. Mệt không quý vị? Mệt. Cái gì cũng phải có cái giá của nó hết á. Nếu mình không dùng thời gian ra để mình tìm những cái con rầy ở đây thì làm sao quý vị, nó sẽ phá hết những cái cây của mình. Không được. Đây có một hai em nằm ở trên đây. Đâu có được. Đâu có dễ dàng mà chui đây núp được trong đây. Đi ra. Đi ra. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài, nó làm cái bụp bể ngay cái bụng rồi. Đâu có dễ mà phá được, cắn đọt hả? Chui đây cắn đọt hay làm cái gì? Chui ra đây. Phá cây hay bò ra vậy, trốn hả? Đâu có dễ dàng vậy được. Ra ngoài, nó mày hả bưởi? Thấy chưa quý vị, thấy không? Cái gì cũng vậy, một đất nước muốn phát triển được thì sẽ không nên có tham nhũng. Một cái cây muốn phát triển được là không có rầy, không có sâu, đục thân. Có rầy, có sâu, đục thân nó sẽ làm cho cái cây nó hư hết. Và mình muốn để cho nó không bị như vậy thì có phải là mình phải dùng thời gian để mình để ý tới nó không? Nó ăn vô phần ngọn không nè. Quá trời trong phần ngọn nè, móc ra. Giúp nó quý vị. Còn hết. Con người bò lên đây nó đi. Móc môi ra ngoáy ngoáy rồi có không? Đó, vậy mới được chứ. Quý vị đừng nói tôi nhảm nhảm nha. Cho nên thì Dương nói là thì Dương rất là thương mấy cái cây này. Đó. Phải nhẹ nhàng nâng niu dữ lắm luôn. Để bắt mấy con rầy mình phải nhẹ nhàng với mấy cái lá. Không nhẹ nhàng thì mấy cái lá nó bị hư. Tôi bắt mấy con rầy này giống như tôi khửi cái móng chân mà lúc mà đi làm neo vậy đó. Dít dít nó ra từng con vậy, quý vị thấy rảnh không? Tại vì tôi trồng cái cây này tôi trồng cực mà. Chăm sóc nó cực khổ mà đâu có lý gì để mà tôi bay vô đây tôi bay phá cái cây. Nó nhọn quá đâm trọt làm dập cái lá rồi. Dưới đây nó có không? Ôi ôi, một cái con chà bá lửa nó nằm dưới đây nè. Rồi, tạm thời là đã xử lý được rồi, giải quyết được rồi.
gần đây nữa không? Đó, ok rồi. Cứ thế mà phát triển thôi. Thì thấy không? Đó, còn mấy cái lá cây này cũng vậy nè. Chăm sóc phải vuốt ve nó. Vì khi nó có bụi hả? Muốn làm cho nó sạch sẽ lâu lâu mình phải chùi nó. Mình phải lấy khăn mình chùi nó mới bóng mượt được mấy cái lá nè. Có vậy thấy không? Trong nhà của tôi nó thương yêu nó gần chết, cây cối mình còn thương được nó chi con người. Chỉ có cái đám diệt cộng thôi là nó hả, ăn tàn phá hại thôi.